Mưa dông, lốc xoáy, triều cường trong những ngày qua đã khiến hơn 800 căn nhà cùng với hàng trăm hecta lúa ở Cà Mau, Kiên Giang, Bạc Liêu bị hư hại. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cà Mau cho biết, mưa dông kèm lốc xoáy đã gây sập tốc mái 752 căn nhà của người dân, hơn 340 hecta lúa hoa màu bị ngập úng, tổng thiệt hại ước tính 6 tỷ đồng. Ngoài ra, triều cường dâng cao kèm theo sóng lớn làm sạt lở nghiêm trọng hơn 120 mét đê biển Tây tại huyện Trần Văn Thời. Trong khi đó, mưa dông kèm lốc xoáy làm gần 50 căn nhà tại các huyện An Minh, Vĩnh Thuận, U Minh Thượng thuộc tỉnh Kiên Giang bị sập tốc mái, thiệt hại ước tính 3 tỷ đồng. Còn tại Bạc Liêu, 25 nhà dân ở huyện Phước Long, Hồng Dân và Đông Hải, Hòa Bình cũng bị hư hại do thời tiết xấu.